Superior Spider-Man trong những ngày cuối đời của mình. Doc Ock đã hoán đổi thần xác với Peter khiến anh qua đời. Trước khi ngỏm, Peter đã kịp thống não và khiến cho ông hiểu ra trách nhiệm lớn lao của một Spider-Man. Doc Ock giác ngộ và trở thành Superior Spider-Man, một phiên bản bạo lực hoàn hảo hơn Peter rất nhiều lần. Ông còn mở được một tập đoàn giàu có, thứ mà Peter không bao giờ có. Chẳng mấy ai ưa cái tính nết của ông ta. Superior Spider-Man đóng vai trò lớn trong hai sự kiện Spider-Verse và Spider-Geddon, nhưng nổi tiếng hơn cả là phá bóp team khiến cho rất nhiều đồng đội hy sinh dưới tay của các Inheritors. Gần đây, Superior Spider-Man đã phải hy sinh toàn bộ ký ức lẫn cơ thể hiện tại để trở về với một Doctor Octopus xấu xa. Đó cũng là bởi giao kèo với Mephisto để có thể cứu nhiều người vô tội. Thời kỳ Superior Spider-Man từ đó chính thức chấm dứt.